Hey yo, xin chào, trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Defense nha. Thì sau khi mà làm cái đội hình mà Goku tiến hóa xong thì có rất nhiều anh em yêu cầu mình làm nốt cái đội hình gọi Luffy tiến hóa anh em. Thật ra là anh em đã yêu cầu từ trước rồi, nhưng mà mình không có Luffy 5 sao nên là mình không có làm đội hình được, không có làm được cái đội hình đó anh em. Đó là hôm nay sau khi mà mình đã tìm được con Luffy 5 sao, mình đã TikTok đi làm cái đội hình này để gọi là chiều ý các bạn anh em ạ. Thì đội hình của mình sẽ gọi là gồm đứng như rồi, phải có Luffy từ 6 sao tới gọi là 3 sao anh em. Với lại là mình quyết định là mình sẽ nhét thêm cái con Zoro anh em ạ. Thì mình không đem Nami bởi vì Nami nó sẽ khiến cho cái quá trình farm của mình nó sẽ rất là lâu lắc anh em, nên là mình sẽ không đem theo con Nami. Sau đó mình sẽ đem thằng Bulma farm cho nhanh anh em. Thì cũng đồng thời là mình mới fit cho cái con Zoro này anh em. Mình fit cho nó max cấp anh em ạ. Bây giờ mình sẽ fit nốt cái con Luffy max cấp nha anh em. Bởi vì mình thấy là cái con Luffy này mình cũng gọi là gần max này anh em, nên là fit nốt cho nó max cấp anh em ạ. Rồi, thì nói chung là app của mình nó đang gọi là trong cái giai đoạn gọi là hơi khó khăn nên mình sẽ không có mà fit nhiều app nha anh em, mình sẽ không fit nhiều app cho mấy con mà 3 sao 4 sao nữa. Xin lỗi anh em vì không đầu tư video nhé. App chờ anh em tưởng nghe video trước tôi fit nhiều app là tôi giàu không có đâu. Thật ra là video trước á là mình gọi là treo rất là nhiều anh em, mình treo 2 đêm á mình cũng có cái lượng app nhiều như vậy. Rồi thì không nói nhiều nữa, mình hãy cùng vào video để coi thử coi là cái đội hình chúng ta gọi là thủ ngon nghẻ thế nào nhé. Thì mình sẽ nhờ thêm một bạn vô để hỗ trợ cái vấn đề gọi là búp, tại đội hình Luffy cũng mạnh mà, nên là có người búp thơ vô thì nó mới bánh cuốn được anh em ạ. Rồi, ok, vào video để xem đội hình chúng ta hoạt động chân chu như thế nào nhé. Bạn cần mua Robux giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k Robux. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ kè hơi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Rồi anh em ạ, thì vào cái quay thứ 12 là mình max farm, mà mình tới quay thứ 14 thì mình trở lại anh em. Thì cái đội hình chủ yếu thủ của mình thì chỉ đơn giản là mình sử dụng hai con Zoro thủ thôi anh em ạ. Ở dưới thì có một cái con A để gọi là thủ đầu cho mình cái quay đầu để không bị lủng hai con quái. Còn trên này thì mình đẩy hai con Zoro, mình ép quái ngay từ đầu luôn anh em. Khá là ổn anh em ạ. Thì ok, chúng ta hãy cùng gọi là nhìn sơ cái sức mạnh của Zoro khi mà max level nó sẽ như thế nào nha anh em. Đây, mình đã up nhanh luôn nhé. Cái đàn của anh ta sẽ tăng khá là rộng đấy anh em, cộng với cái lượng đam của anh ta cũng gọi là khá đáng sợ. Có điều là anh ta không đánh E được nên là hơi khúm núm thôi anh em. 7600 đam là cái lượng đam gọi là tổng của anh ta, cũng gọi là ok la này mà. Rồi thì một con Zoro ngay đây là có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề đó. Bây giờ chúng ta hãy đặt thử. Tôi nghĩ là anh em khá là thích cái con mà Luffy mà khi mà được gắn up Blue Eye, con nó như nào phải không anh em? Thì hôm nay tôi có gắn up Blue Eye cho cái con Luffy của chúng ta rồi, để chúng ta hãy cùng coi con Luffy nó sẽ như nào nha anh em. Đây, tôi sẽ đặt con Luffy ngay đây bởi vì tôi biết cái rank của nó sẽ gọi là đủ ổn áp để nó bao quát cái sân đấu này anh em mà. Đâu, thử nha anh em. Đấy, cái rank của Luffy ôi 141 anh em mà. Có vẻ là ở dưới này hơi thấp anh em. Đúng là hơi thấp thật, nó dính vô cái sân luôn. Chúng ta nên đặt con Luffy mà nó muốn gọi là cao xạ hết nguyên cái map này thì chúng ta nên đặt nó cao cao lên, cũng như là xích xích qua đây tí xíu anh em. Ôi, anh em thấy đó, nó có thể đánh được qua tới bên đây luôn nè, đánh ngay cái chỗ mà thằng A gọi là chưa đam xong nữa, nó bắt đầu đánh qua này anh em. Đó thì chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta sẽ để cái con Luffy lên trên đây một tí xíu. Đó, lên trên đây một tí xíu rồi xong kêu thằng đợi tôi nó búp lên là ổn anh em ạ. Lên trên khoảng trên này đi. Đấy. Úp. Đấy, ổn. Bức tranh rồi, bức tranh thử rồi, bức tranh thử nó sẽ như nào, bức tranh thử rồi. Ở ngay đây là bao sân nè anh em, ngay đây đúng là cái vị trí bao sân này, bức tranh nhẹ thử rồi. Thử thôi. 190 rank. và bao máp anh em ơi, đúng là bao máp rồi nè anh em ạ. Rồi có vẻ ác anh em, nhìn có vẻ thì gọi là có vẻ thú vị đó anh em. Thì ok, chúng ta hãy dàn nguyên cái đàn Luffy ngay đây để gọi là nó bắn từ đầu tới cuối anh em. Thì tôi thấy là Luffy cũng vui anh em. Luffy mà khi mà gắn ốp với lại thêm cái bút trang này thì nó nhìn nó khá là hề anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ dùng cái Luffy ngay đây để gọi là nó đam ngay từ đầu lên anh em. Mặc dù cái lượng đam của Luffy tôi đánh giá là nó cũng không có phải là gọi là OP lắm, nhưng mà cái đàn của nó sẽ khiến cho nó quánh được ngay từ những cái giây phút đầu tiên. Đó là cũng ổn anh em. Mà để gọi là dùng cái con này leo tới Infinity thì tôi nghĩ là không. Có nhiều bạn lúc mà mới ra con Luffy anh em bảo là cái con Luffy này là một cái con gọi là khiến cho tới Infinity chao đảo, thì nó thật đấy anh em, cũng chả chao đảo đâu. Thật ra là cái con khiến cho Infinity chao đảo cái lần đó, cái lần ra luôn Luffy nè, cùng với cái lần đợt Kuma với con gọi là Phật con Kuma anh em, thì ra Kuma nó mới làm chao đảo này mà thời luôn. Nhưng mà anh em phân tích sức mạnh gọi là hơi non, nó là anh em gọi là không có nhận định được con nào đúng là xa anh em. Thì thôi, tôi là cũng người lớn thôi, cho qua hết đấy kiểu vậy. Rồi bây giờ chúng ta hãy đặt Luffy đây nha anh em. Mặc dù tôi biết Luffy đặt ngay đây hơi đần anh em, đặt Luffy ngay đây thì chúng ta chỉ gọi là tấn công đại đa số là trúng một hai con quái thôi, nhưng mà được anh em ạ. Chúng ta sẽ gọi là dồn chết con quái đầu tiên, khiến cho gọi là chúng ta đi nó xa hơn đó. Cái kiểu mà chơi Luffy là kiểu như vậy đó anh em, dồn chết cái con đầu tiên thôi chứ không cần dùng nhiều.
Rồi đặt full Luffy ở đây, thật ra mình đặt ở dưới cũng được, sao bích đang lên. Ừ ha, thử nếu mà mình đặt nãy đã cái vị trí ngay đây, mình đặt ngay đây thì sao? Rồi bút bút đang là thử, bút đang thử, bút đang cho à, dạ, hết tiền rồi mà. Ủa con Luffy này mắc tiền hả ta? Ôi con Luffy này tốn 20k hả? Tôi tưởng nó rẻ này, tôi đặt tôi úp anh em ạ. Trời ơi, non thật sự á. Cái con Zoro cũng ta là nhiều 7k hả? Ờ tính ra đó là Luffy mà mình chơi cái con Nami là chắc ăn là úp không nổi đó này bạn. Lúc trước hình như mình có làm rồi. Luffy mà mình chơi mà gọi là full này chắc là úp không nổi đâu, nên là thôi mình để gì cũng được, cũng hợp lý anh em. Đâu để coi thử là cái con này chưa có mắc mắc tiền mà. À, mình sẽ đợi gọi là tiền nó nhảy lên tiếng anh em. Để coi đây đủ nè anh em, úp lên. Ủa cái cấp độ nó mắc tiền ta, 2.000 3.000 mấy, 5.000 à, hai lần 5.000 hả? Bút trang thử lần này sẽ kêu nó bút trang coi thử là nó tới đâu. À, cái con ngay đây không biết bao sân hay không nữa, tôi nghĩ là có này mà. Ôi ngay đây cũng bao sân à, vậy thôi tí mình sẽ sửa lên nha anh em. mình không biết là cái con ngay đây cũng bao sân nữa nè. Ơ nếu mà mình bật high quality lên thì nó sẽ như nào ta, không biết là cái nó có gọi là quá là thiểu năng hay không. Để mình coi. Có vẻ như là hơi căng đó này mà. Ôi nhìn có vẻ như cái map của chúng ta sẽ khá là mù nếu mà chúng ta gọi là sử dụng cái con Luffy mà Luffy 6 sao mà nó up rank thêm các kiểu nè anh em, nó sẽ gọi là khá là mù lại đó anh em. Một tí mình sẽ chuyển mấy con Luffy từ đây xuống đây nha anh em, tại cái vị trí ngay đây nó gần cái trung tâm hơn, chúng ta sẽ dễ dàng boost hơn anh em. Dù sao tí bạn này cũng sẽ dồn quân lại ngay cái chỗ đối thủ mà, nên là chúng ta sẽ đặt cái đó. Thì đây là cái gọi là trung tâm của cái mà cái con Luffy này anh em, có vẻ như là nó khá căng thẳng anh em mà, nên là chúng ta sẽ giảm cái này xuống còn low anh em, để cho nó bắn ít thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dàn mấy con Luffy 1, 2 ở trên này anh em ạ. Luffy 1 thì tôi gắn cho nó up Mira anh em, để cho gọi là nó xịn hơn xíu, mặc dù không có tác dụng đâu nha anh em. Nghe gắn up Mira thôi chứ không có tác dụng anh em. Luffy này thì anh em thấy đó, những cái quân của thời kỳ đầu anh em người ta rất là chăm chút, khi mà up lên max cấp anh em thì nó có cái sự biến đổi rõ rệt hơn đó anh em. Đó anh em thấy đó, nó sẽ lên cái gear 2 khi mà gọi là up lên cái cấp độ gần cuối anh em ạ. Đấy để up từ từ cho anh em coi. Đây. Đó up cái cấp độ gần cuối nè, nó sẽ có nè set confirm hit nè. Đó. Đấy ok. Rồi bây giờ thì cứ đặt thôi. À, ơi à, nó cũng sẽ lột à, nó sẽ đẩy cái mũ nó ra là sao này mà. À, có rau đen hả? Rau đen giờ này hơi sớm, à, nói chung cũng được, mình cũng không có rén vụ rau đen lắm. À, tại cái con này á là chúng ta là quánh đơn mục tiêu nha anh em, nên là mình tôi nghĩ là đặt cái vị trí này thì nó cũng hợp lý thôi. Tốc đánh của Luffy là 3 giây nhưng mà khi up lên max cấp thì nó còn 2 giây hả, cũng được. Giá tiền của một con Luffy mà 3 sao max cấp là rơi khoảng là đâu 3k. Ừ, cũng được, không tệ. Rồi thì trước tiên là cái dàn Luffy chúng ta để đây trước đi. Rồi ôi cái con Luffy đặt ngay đây nó không bao quát được cái răng, hơi tệ nha, đánh giá là hơi tệ anh em ạ. Thôi kệ đi, nói chung là 3 sao nó đứng ngay đó hợp lý. Ôi trời ơi, phải nói là để đồ quả lô mà nó còn bắn kiểu này anh em mà, thề luôn, sợ thật sự á. Tắt luôn đi anh em, tắt đi tí tôi nhanh tôi sẽ bật lên cho anh em coi, anh em thích coi mấy cái mà cái hiệu ứng lắm anh em ạ. Mà cái tôi bị nhìn mấy cái hiệu ứng này tôi bị sao nhãn, em xin lỗi anh em á. Tôi sẽ tắt đi xíu đi ha. Giờ thì chúng ta sẽ tới Luffy 4 nha anh em. Luffy 4 thì nó cũng tương tự như Luffy này. Đó nó cũng có second from hit anh em. Đó nhưng mà anh em thấy đó, cái con Luffy 4 anh em đặt ra thì hay đó, nó có gì có nó có sự mà chuyển động một ít nè anh em. Mấy con thời kỳ đầu anh em nhìn nó sẽ gọi là nó được chỉnh chu lắm nè, nâng cấp nó lên các kiểu nó sẽ gọi là có một cái gọi là cái sự mà khác biệt, anh em nhìn nó là khác hẳn luôn. Còn mà mấy con mà giờ này thì chắc là tôi nghĩ là người ta chỉ toàn chăm chú vào cái lượng đam của anh ta thôi, chứ mà không có mà chăm chút về cái mà mấy cái hoạt ảnh này. Tôi thích mấy cái mà hoạt ảnh mà nhỏ nhỏ hơn em mà, tôi nhìn tôi hay đấy lắm. Rồi cướp mát cái này thôi, tí chúng ta sẽ ra Luffy G4 tôi nghĩ là sẽ đặt nó ở dưới thôi em, chứ đặt ở trên này thì nó cũng hơi điên. Đặt cái con Luffy G4 chắc cũng đặt ngay khu trung tâm đi, để chúng ta gọi là on in thủ đấy. Ủa à đấy, thì cái con Luffy G4, cái con Luffy 4 này thì nó sẽ có cái dấu ít ngay cái ngực của nó hả. Dấu ít này là hình như tôi nhớ là trong trận Marineford thì phải, đúng rồi, chắc là vậy, tôi nhớ là vậy. Tại tôi coi Luffy là tôi coi từ lúc mà đảo bánh, tôi coi từ chép đảo bánh chứ tôi không có coi từ đầu tới cuối này mà, tôi coi chép đảo bánh với mấy cái trận lớn mà. Rồi vậy là xong rồi đó anh em, vậy là xong cái đàn Luffy đó. Bây giờ chúng ta hãy tới cái con gọi là Luffy 5 sao nha anh em. Luffy 5 sao thì đặt ngay đây đi anh em. Luffy 5 sao level 80 thì cái lượng đam nó tôi nhớ là gần 1k, rồi 950 thôi anh em ạ. À, vô là lúc trước thì cái lượng đam này rất là OP, rất là xịn sọt bò, còn bây giờ thì nó bằng lần nâng cấp thứ hai của Zoro anh em. Nó mẹ là gì bằng lần nâng cấp thứ hai Zoro, 800 mấy ấy, lần thứ ba đi, cứ cho lần hai lần ba đi anh em, giữa hai lần hai gửi đi anh em. Đấy thì
nói chung là quân đời đầu mà thì chúng ta phải chấp nhận thôi, so sánh vậy nó cũng hơi mất cân bằng. Mà tôi biết là anh em nhìn anh em thấy đó, chúng ta chỉ cần nâng hai bậc của con Zoro thôi, bạn nâng nghe khổ cực nâng cái con Luffy này lên mấy chục cấp luôn anh em ạ. Khác biệt hoàn toàn, cái sức mạnh phải gọi là trên lệch khá là nhiều anh em. Tôi biết là đặt Luffy kiểu này nó hơi ngu mà thôi anh em tha lỗi thế ha. Tại cái map này, map thì tôi đi cũng không quen lắm, nhưng mà tại chủ đề Luffy mà anh em, chúng ta đi gọi là chúng ta chơi cái trận này cũng hợp lý mà anh em. Đấy, tha lỗi tôi nếu mà đặt quân hơi đần độn nha. Giờ thì chúng ta hãy đặt cái con gọi là Zoro hả? Đặt Zoro đặt ngay đây đi, cũng chả sao đâu. Đặt Zoro ngay đây đây, tí tôi sẽ dời mấy con Luffy này xuống cái góc này hết nha anh em. Tôi sẽ dời con Luffy xuống góc này hết để nó thủ nha anh em ạ. À. Rồi đặt Zoro thôi. Rồi đặt ngay cái góc này để nó gọi là nó chém thôi anh em. Rồi tôi cũng nghĩ là chúng ta cũng không cần phải chỉnh chỉ cho nhiều đâu, đặt hết thôi. Rồi thì có vẻ như cái đội hình của chúng ta sẽ có nhờ có sự hỗ trợ của Luffy 6 sao nên là chúng ta sẽ thủ khá là hăng đấy anh em. Rồi tôi nghĩ là cái vấn đề mà thủ lên quay thứ 50 cũng là điều trong tầm tay thôi, nên là tôi sẽ bắt đầu tua nhanh nhé anh em. Thì ok, trong lúc mà vấn đề tua nhanh đó, thì tôi sẽ bắt đầu dịch chuyển mấy con Luffy cũng như là bỏ full hiệu ứng cho anh em coi thử coi là mấy cái đạn Luffy này nó bắn gọi là máy chúng ta mờ như thế, mù mịt như thế nào nhé anh em. Rồi thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu tua nhanh thôi nè. The walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Not to go out of my mind. And all I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Mình sẽ bắt đầu gọi là tắt cái hiệu ứng, bắt đầu chúng ta chơi game một cách gọi là bình thường, không có đồ họa anh em. Bà mẹ nó anh em thấy nãy giờ chắc là cũng hiểu được cái vấn đề gọi là nghe nan giải chúng ta anh em ạ. Chả nó bắn ghê thì chứ mấy con Luffy này nghe nó bắn hoạt ảnh mà nghe tôi mù luôn vậy anh em. Rồi ổn, có vẻ như là cái vấn đề mà con Luffy này thủ thì cũng được anh em, phải nói là đẹp, hoạt ảnh thì chỉnh chu, bắn thì rất là đẹp, nhưng mà có một cái đặt mà nhiều Luffy quá thì nó bắn nó hơi mù xíu anh em ạ. Rồi con Zoro thì có khi mà có quýt lan á thì anh ta sẽ đánh được tới đây anh em. Lượng đam của anh ta là 15k, cái lượng đam khá là kinh đó, đánh giá là không cao lắm nhưng mà cũng kinh anh em đó. 15k thì
bằng con Conan, bằng Conan cấp phải 50, không cần phải boost đấy. Sự chênh lệch thì nó cũng gọi là hơi nhiều. Ủa, không ta, con Zoro nghĩ ra trước con Conan hay ra sao nhỉ? Tôi quên mất, nhưng mà nói chung là cái sức mạnh của nó non hơn Conan. Thêm cái nữa quả AoE này thì phải gọi là hơi tù, gọi là hơi tù chưởng xíu. Rồi quả AoE của Conan nó bá quá. Nhưng mà nếu mà chuẩn hơn anh em thì tôi nghĩ là tôi nên thay con Zoro để bằng con Ráp thì nó sẽ mạnh hơn. Mà thôi anh em, nói chung là mũ rơm tiến hóa mà anh em mình nên lựa cái ngừ nào mà gọi là thân thiết với con Luffy hơn. Đấy, tôi thấy là thuyền trưởng đội 2 nó sẽ gọi là không phải gọi là cái gọi là thành viên thứ hai của băng Luffy nó sẽ thân thiết hơn ông nội, mặc dù ông nội là huấn luyện từ nhỏ mà hai người nó trái lệch tư tưởng mà anh em đó, nên là thôi thì sử dụng con này đi anh em đó. Thì có nhiều anh em chắc là không thích cái con có nhiều anh em chắc không thích cái con Zoro này hơn, nhưng mà tôi thì thích Zoro hơn anh em. Zoro phim nhìn ngầu quá chưởng mà anh em. Em hiện tại là đang ở trong cái cháp, hiện tại là cái đúng rồi, nói cho anh em biết là tôi cũng thích One Piece cực anh em. Hình như là One Piece tuần này hình như là Yamato bắt đầu gọi là lộ cái sức mạnh chát quỷ rồi. Tôi thích, tôi là nói thật là tôi thấy có cái con mà Yamato là tôi kết ngay anh em. Mà trời, Yamato từng này lộ chát quỷ nhìn chắc là cũng xinh anh em, mà nhìn cái bản raw thôi, cái bản mà giải thử thôi mà tôi thấy nó đẹp rồi anh em. Không biết mà lúc mà lên chuyện như thế nào, tuần này tôi khá là hóng One Piece anh em ạ. Rồi thì cái đó là cái vấn đề mà của mà One Piece anh em. Còn vấn đề của đội hình chúng ta thì sau khi mà tôi thấy nó hơi cúm núm xíu thì mấy con quái này bắt đầu nó chạm tới được cái răng của con Zoro thì tôi bắt đầu an tâm hơn, bởi vì cái con Zoro này anh em nó chém mấy con quái này có vẻ như cũng khá gọn đấy, vô răng là tử hết anh em. Mà cái đội hình này tôi nghĩ là khi mà đối đầu mấy con quái mà kiểu như quái bay thì tôi thấy là sẽ rất là khó chịu anh em ạ. Chắc là chúng ta sẽ phải thảo suy à, bây giờ tôi sẽ thử bật nhẹ hiệu ứng là lô thử nó làm sao anh em. Rồi tôi bấm nhanh này bấm chậm phát là nó ra mấy cái tay vậy đó anh em, ghê lắm. Mình thử thử nó lô thử coi nó như thế nào anh em. Mà lô chắc là những cái hiệu ứng này nó sẽ ít lại anh em, mà nó chỉ gọi là lâu lâu nó sẽ có một vài cái bàn tay bay lên thôi, chứ mà chỉnh cái hướng mà quả mà nghe gọi là cái gì hai á thì nó ghê quá. Tôi thật là máy tôi cũng được, nhưng mà tôi chỉnh hai á chủ yếu là cho vui thôi, chứ mà anh em cũng có coi được video đâu. Chỉnh hai thấy toàn mấy cái tay Luffy, không có coi được cái video đâu, đâu có biết được cái tình hình trận đấu đâu. Tôi cũng gọi là chỉnh sao mà tôi có thể bình luận được cho anh em đó. À đúng rồi, đội hình đâu sao mình chơi quên mất đội hình băng ngũ rơm mà mình không chơi con Zinbi ta. Tôi quên anh em, tôi quên tại Zinbi vào team gọi là cũng hơi trễ. Tôi hay quên em, mà là ai nhớ Zinbi đâu. Tôi cũng lâu lâu tôi quên, tôi đãng trí xíu thì xin lỗi anh em nhé. Thì sắp tới á, là mình mới thấy được cái comment của các bạn kia rất là hay, đó là đội hình mà full băng Luffy đi, thì mình nhận ra là bây giờ mình không có còn làm cái kiểu mà solo nữa, đó là mình sẽ gọi là nhờ mấy cái thằng nô lệ mình đi săn mấy cái mà đội cái mảnh ghép cần thiết cho cái gọi là cái đội hình bà băng mũ rơm của mình, để mình gọi là làm cho anh em coi. Mà đội hình băng mũ rơm thì thấy là không hay anh em, đội hình băng mũ rơm tiến quá luôn cho nó xịn em. Mà thì ok, mình đang bắt đầu chuẩn bị đội hình. Thật ra mấy thằng nô lệ nó chuẩn bị đội hình chứ mình con nào cũng có chứ nè. Mình chỉ cần là tụi nó gọi là đó cái mảnh ghép đủ là mình sẽ gọi là để vô hết em. Đấy, cái đó là cái vấn đề của mà trong tương lai mình sẽ làm đội hình gọi là băng Luffy tiến hóa đấy, băng Luffy tiến hóa rồi có full hết tất cả các thành viên trong băng Luffy luôn. Cái đó là cái gọi là cái trong tương lai của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta đã thủ tới cái quay 55 nha anh em. Có vẻ mọi thứ nó bắt đầu quân nó hơi nhẹ nè. Mà cái map này á thì cái gọi là cái rank của Luffy thì nó có thể bắn được full map đó, nhưng mà nói sao cho anh em hiểu nha, nó bắn được full map nhưng mà nó không có tối ưu anh em. Đấy, nó chỉ bắn được một con thôi. Nếu mà tôi biết là nếu mà chúng ta đặt cái quân ngay đây á thì bây giờ chúng ta đã có thể thủ ngon rồi, nhưng mà tôi không thích anh em. Tôi thích đặt sao mà tôi mau thua sớm sớm xíu anh em. Mà rồi hiện tại thì thôi cái con Luffy này anh em, nó quánh nó ra lửa nè anh em, nhưng mà nó không có hiệu ứng đốt nha anh em. Trong khi đó thì một cái con tướng mà chắc anh em cũng không có dùng đến đâu, hoặc cái con Sanji anh em, thì con Sanji nó sẽ có hiệu ứng đánh ra lửa anh em. Cái chân đen thì phải Blacklet, tôi nhớ là Blacklet thì nó sẽ quánh rớt ra lửa anh em, khá là xịn. Anh ta thì AoE toàn phần thủ, thì tôi lúc trước tôi đã từng gọi là sử dụng cái con mà con Sanji để tôi đi giúp mấy một cái bạn đi cái treo mộ anh em. Cái con Sanji đó thì con Sanji của tôi thì nó cũng yếu, nhưng mà thủ đầu cũng ổn anh em, vẫn ổn để chúng ta qua được cái treo mộ. Mà hiện tại tôi cũng ít đi giúp đời lắm anh em, mà tại tôi bây giờ anh em thấy đó, cái cường độ mà ra video của tôi là một ngày hai video, tôi cũng gọi là ít cái thời gian rảnh nữa anh em. Như là bây giờ tôi cũng đang tăng cường gọi là
tép comment cho anh em, tôi bắt đầu gọi là vô nghiệp YouTube anh em ạ. Đấy, tổ YouTube đã bắt đầu gọi là gọi hồn tôi rồi, tôi bắt đầu gọi là theo nghiệp YouTube, tôi làm việc chăm chỉ hơn rất là nhiều. Đấy, ủa sao con này nó bị đóng bạc? À, thằng này nó cũng non anh em ơi. Thằng này chơi game không biết đặt mấy con à, nó không có đặt mấy con đánh răng ra để gọi là làm chậm anh em. Non. Nguyên cái khúc này gặp to là tôi đặt full đánh răng ra để gọi là đánh làm chậm mấy con quái rồi. Giờ thằng này nó non hơn thằng đệ tử trước tôi anh em. Rồi, nói chung là ai cũng gọi là có cái điểm non anh em. Là đại đa số anh em á, tôi nói rồi, đại đa số anh em á là thường mắc một cái lỗi á là anh em rén, không có anh em sử dụng bút rang là em chỉ nghĩ là nó chỉ bút rang thôi, anh em không có nghĩ tới cái việc là dùng nó để gọi là đóng băng mấy con quái. Đấy, như thằng này là một cái gọi là ví dụ điển hình nè, nó không có đặt mấy con gọi là đánh đóng băng ra nên là chúng ta đi rất là lủng anh em ạ. Nếu mà thằng này có đặt đóng băng ra thì tôi nghĩ là chúng ta có thể lên được quay 59, thậm chí là quay 60 anh em. Tại vì đôi khi nó quánh làm chậm lại thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều anh em ạ. Mỗi con mà làm chậm được một chút thì nó cũng gọi là câu kéo thêm thời gian rất nhiều. Mà hình như tôi đánh giá là hình như là anh em nào cũng khinh thường cái con mà gọi là đánh răng hết anh em. Tới cái con búp răng á anh em, tôi rất là gọi là không có mà thích cái điều này. Thì anh em hãy cố gắng là đánh giá kỹ là cái sức mạnh của con gọi là búp răng nha anh em. Cái tôi đánh giá là con đó là rất là tuyệt vời luôn á. Cái con đó là tôi nghĩ là ghép cho cái mảnh ghép nào, cái mảnh ghép đó vô cái đội hình nào thì nó cũng rất là ok luôn á. Nó gọi là vừa súp tốt nè, vừa có tuyệt chiêu hỗ trợ các đồng đội của nó. Và anh em gọi là chơi nó mãi thì tôi thấy cũng không có hay lắm. Rồi thì nói tổng kết về cái đội hình của chúng ta thì tôi thấy đánh giá là đội hình này chung quy là yếu hả, vậy thôi. Mặc dù cái rank nó rộng đó anh em, nhưng mà tôi thấy là Luffy này dùng để giải trí thì được, chứ mà dùng để carry thì tôi nghĩ là nó hơi bất lực một chút xíu. Rồi thì cái đó là đánh giá sơ bộ và cái đội hình của tôi, chúng ta chỉ được có 127 dam thôi, so với cái đội hình Goku chúng ta được hẳn đâu hình như tôi nhớ là 700 triệu dam anh em, một cái sự chênh lệch rất là nhiều. Thì nếu mà anh em nào một cái ý tưởng làm video nữa thì hãy cố gắng để lại comment cho tôi, vì một ngày tôi làm hai video mà, nên là cái gọi là cái ý tưởng của anh em sẽ lên được nhiều hơn. Rồi thì đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói với anh em. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn để mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.